được. Ok. Các anh chị nghe lớn rồi phải không? Có gì hiếm ý. Nghe lớn phải không? Nghe lớn dữ rồi phải không? Ok, nào. Không nghe hả? Nghe mà, có người nghe, có người không nè. Có người nghe, có người không nè. Yes, nghe lớn mà. Little monkey nghe nhỏ là đúng rồi. Let me check. One more place. In Pal Talk to. Audio set up. Ok, bây giờ nghe lớn rồi phải không? Hả? Nghe lớn rồi phải không? Biết sao không? Khi hát đó, mình mở cái echo ra thành ra nó nghe lớn. Ok. Không có hát thì tắt echo đi, nó nghe nhỏ trở lại. Khá như vậy. Ngậm cái microphone vô miệng luôn hả? Sát thủ đa tình. Được BT stand for. BT nghĩa là gì? Hả? Hơi nhỏ hả? Bây giờ lớn rồi mà phải không? Lớn rồi mà phải không? Ok, trong cái room này các anh chị đừng có mở webcam nha. Biết tại sao không? Hả? Tại vì mỗi khi mà mở webcam là mọi người nhìn nhìn các anh chị đó, không nhìn Tiểu My làm sao? Ok. Người ta đẹp thấy mồ không chịu nhìn ta, nhìn webcam. Ok. Làm Tiểu My ganh tị á, biết không? Ganh tị á. Nên tắt webcam đi please. Ok. Ok, Rosemary nói đúng á, tắt webcam đi. Ok. Nói lớn dữ rồi. Nói lớn dữ rồi. Yeah, nó bự lắm rồi. Ok. Các anh chị ai mà còn nghe còn nhỏ đó, mở cái speaker lên, giảm cái volume của cái speaker đó, chứ không phải là cái volume của cái microphone, mà mở cái volume của cái speaker đó ở phía ngoài. Ở ngoài mình có cái speaker đó, mở nó lên. Ok. Maximum luôn rồi hả? Vậy thì còn chơi gì nữa, không dục cái speaker để vô thùng rác đi. Đi mua cái khác đi. Mua cái nào nó xịn hơn đi. Ok. Đừng có xài Made in China. Phí quá hả? Đừng xài Made in China của Darling Chance á, của người đẹp Darling Chance á. Để coi có Darling trong này không. Nói vậy người đẹp đau lòng. Có kìa, có Darling Chance trong này. Mua cái speaker của Made in USA của Tiểu My nè. From Tiểu My nè. Đừng mua của Darling Chance kế. Made in Việt Nam hả? You from. Ok, let's start nè các anh chị. Trễ nửa tiếng rồi. Hôm nay mình học gì nè? What we learn today? Hôm nay mình học gì nè? Adjective. That's right. Adjective. Okay, let me open it. Chia cho em xin tên room giúp trả lời câu hỏi bí mật.
Let's see. Change the material. No, that this sale. Hey, let me add. Oh, my, I have to tie them up. Yeah, here, right here. Còn cái tên room nó là help room, customer nickname assistant room. Ok, hôm nay mình sẽ học tiếp tục cái bài adjective, right? Để tí mình ôm lại coi coi mình học tới đâu rồi. Where we are. Nghỉ một tuần quên mất tiêu rồi. Mình tới đâu rồi các anh chị? Okay, number one. Yeah, mình mới tới cái phần thứ hai thôi phải không? Kinds of adjective, right? Mình mới tới phần thứ hai thôi, phải không? Giờ mình sẽ học cái phần thứ ba là the order of adjective. The order of adjective là gì các anh chị? Adjective nó có thứ tự, okay? Thứ tự của tính từ. Gọi là the order. Yeah, thứ tự. Ho hoài không hết. Dứt một viên thuốc cái đã. Viết một điếu nặng. Đi ngủ sớm vậy con Core. Ok, hôm nay mình sẽ học thứ tự của tính từ. Hồi tối, sáng dậy chưa uống thuốc. Bây giờ mới uống nè. Ok, adjective. Adjectives are used in certain order. Nghĩa là gì? Tính từ thường thường nó được dùng ở trong một cái thứ tự chắc chắn, okay? Chứ không phải muốn để đâu để. Trong một câu nó có thể nó có 10 cái tính từ ở trong đó, nhưng mà mình phải put nó in order, có nghĩa là mình phải sắp nó theo thứ tự đàng hoàng. Các anh chị coi câu này nha, coi cái này nha. Và yeah, thứ tự nhất định. Cảm ơn chén giỏ. Yeah.
This one này. Copy and paste. No, I missed one. I think, yes, I missed one. Okay, thứ tự thứ nhất nè. Thứ tự thứ nhất. Forget that one, okay? Look at this one. Football boots. Cái đôi giày football, đôi giày cao cổ đó. Right? Gọi là đôi giày cao cổ đó. Boots là đôi giày cao cổ. Đôi giày football nghĩa là đôi giày chuyên môn để chơi football. Thứ hai, Spanish football boots. Có bao nhiêu tính từ trong câu này các anh chị? How many adjectives in the sentence? The last one, the last sentence I mean. Hai, phải không? Đó là Spanish and football. Nó phải theo thứ tự như vậy. Mình không có nói là football, Spanish, boots. Okay. Rồi, các anh chị coi câu này. Black, Spanish, football, boots. Đôi giày football, loại Spanish, nghĩa là những cái người Spanish họ thường mang đó, màu đen. Thấy không? Ở đây mình có ba cái adjective. Dạ, Tây Ban Nha. Thấy không? Có ba cái adjective. Nó theo thứ tự như vậy, mình không có được đảo lộn đó. Rồi, câu này. Old black Spanish football boots. Tây Ban Nha. Ok, đây mình sẽ có bốn luôn. Right? Bốn. Rồi các anh chị coi coi này. Small old black Spanish football boots. Những cái đôi giày Tây Ban Nha, những đôi giày football Tây Ban Nha màu đen cũ và nhỏ. Khi mà mình dịch đó các anh chị, mình sẽ dịch từ phía sau ra phía trước nha. Ok, mình dịch từ phía sau ra phía trước. Mình không có được dịch lẫn lộn. Những cái đôi giày nhỏ football Tây Ban Nha cũ đen. Đừng có dịch như vậy, mình dịch theo thứ tự từ phía sau ra phía trước. Tại cái gì thường thường tiếng Mỹ đó, cái gì chánh nó thường nằm ở phía sau, phải không? Thành ra mình dịch từ phía sau ra phía trước theo thứ tự. And coi coi này nha. These three small old. I think I skip one, right? Yeah, I think I skip one. Next one will be three small old black Spanish football boots. Anyway, I'll mention it anyway. Những cái đôi. So, How many adjectives in the sentence do you think? Có bao nhiêu tính từ trong câu này các anh chị? Có bao nhiêu tính từ? 7, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, okay? Tất cả những cái chữ gì mà đứng trước cái danh từ đều là tính từ hết. Every single word stand before the noun or is an adjective. Chữ this cũng là adjective. Chữ three cũng là adjective. Chữ this mình gọi là determiner adjective. Mình đã học phân loại rồi phải không? Three đó mình gọi là number adjective. Phải không? Ông hiểu không nào? Small đó mình gọi nó là evaluate. Khi mình sẽ học từ từ mình sẽ biết. Okay. And black nó là size. Okay, nói về size.
Còn small đó nó nói về dạ khái như vậy khế giờ mình cắt nó ra là these boots, có phải chữ these là adjective không? Những đôi giày nào? Ô những đôi giày này nè, thành ra cái chữ these nó modify cho cái noun, right? Rồi có bao nhiêu đôi giày? Có ba đôi giày nè, thấy không? Thành ra three cũng là adjective luôn, nó bổ nghĩa cho cái danh từ phía sau, nói có bao nhiêu, right? Cái đôi giày đó thì thế nào? Ồ, nó thì nhỏ, nói về cái size, right? Nó thì nhỏ, khá như vậy. Rồi đôi giày nó làm sao? Ồ, nó cũ, see? Cái adjective là diễn tả cái danh từ nó thế nào, nó làm sao, phải không? Thành ra tất cả những chữ đứng phía trước nó đều diễn tả cái danh từ, nó nói lên cái đôi giày thế nào. Okay. Rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Mình đã biết cái tính từ là gì rồi, mình đã nói trong cái phần mà definition rồi. Định nghĩa tính từ là gì mình hiểu rồi. Tính từ là một tiếng đứng trước hoặc đứng sau danh từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó để làm rõ nghĩa hơn. Phải không? Okay. In many language, attributive adjective, attributive adjective usually occurs in a specific order. Generally, the adjective order in English is. Mình phải thuộc lòng cái thứ tự của tính từ nha các anh chị, để khi mà mình đặt câu mình phải biết cái nào đứng trước, cái nào đứng sau theo thứ tự. Trong nhiều cái ngôn ngữ á, thì cái tính từ attributive có nghĩa là nó bổ túc đó, phải không? Dịch là vậy phải không? Let me see. Tính từ, cái tính từ dùng để bổ nghĩa thêm á, thì thường thường á nó sẽ nằm theo, nó sẽ xảy ra theo thứ tự, ok, một cái thứ tự đặc biệt. Và thường thường cái thứ tự nó là này, nó là cái này, phải thuộc lòng cái này nha các anh chị, phải thuộc lòng cái này nha. So the order are determiner, number, evaluate, physical, description. Thì nó theo thứ tự là size, shape, weight, participle, temperature, sorry, humidity, age. Rồi kế đó mới là color, proper, materials, and noun adjective. Thì các anh chị coi cái thứ tự, cái câu của Lãng Tử á, anh chị coi có đúng không? These đó là determiner, phải không? Coi cái câu thứ tự, cái câu của Lãng Tử 11 á, these nó sẽ determiner, right? Three nó sẽ là number, right? Small nó sẽ là evaluate. Small and all nó là size. Small nó là size, phải không? Size and all nó cũng là, all nó là, nó nằm ở trong cái evaluate luôn, right? And black nó là color phía sau đó. Sau cùng đó. Sau cái physical description đó. Sau cái physical description nó sẽ là color, phải không? Trang Frank nhìn kỹ, I mean little monkey nhìn kỹ, phải không? Nó đứng sau cái event, nó đứng sau cái description, right? Yeah. Rồi kế đó nó sẽ là proper,
phải không? Proper, proper là cái tính từ riêng, có nghĩa là tính từ mà viết qua đó, gọi là tính từ riêng. Mặc dù nó là danh từ nhưng mà đứng trong câu nó là tính từ. Thế cái câu đó đã mất tiêu rồi. Ý kiến đi cho cái câu thí dụ ở trên các anh chị nhìn rõ hơn nha. So cái Spanish ở đây nó sẽ là proper. Thấy không các anh chị? Tính từ riêng. Đứng riêng một mình nó là danh từ riêng, nhưng mà đứng trong câu nó sẽ là tính từ riêng. Right? Mình đã học cái này rồi. Ở trong cái phần mà các loại tính từ. Phải không? Thành ra nó sẽ đứng sau cái color theo thứ tự. Rồi kế đó là material. Material có nghĩa là cái đôi giày nó thuộc loại gì? Nó thuộc loại football, phải không? Phải không các anh chị? Hay là nó là noun adjective cũng cũng được, chất liệu á. Hay là mình function nó is and noun cũng được. Okay. Anh đã rõ ràng các anh chị thấy nó theo thứ tự đàng hoàng. Physical description có thể nhiều khi nó có nhiều cái size ở trong đó, hay là nó có nhiều cái shape, mình để trước để sau gì cũng được. Okay. Ví dụ nó là black, yellow black, hay là black yellow, mình để trước để sau gì cũng được, miễn nó cũng là đồng đồng loại với nhau thì mình để trước để sau cũng được. Nhưng mà nó khác loại thì mình phải để theo thứ tự. Okay. Rồi, đó là thứ tự mình phải thuộc lòng nha các anh chị. Mình phải thuộc lòng. Bây giờ determiner nó gồm có những cái chữ nào? Giờ mình mention nó ra. Okay. Participle ở trong cái bài verbal mình học rồi tả lên. Nhớ không? Participle nó cũng là adjective. Không nhớ hả? Ok, câu này cho mình monkey. Is so cái jumping này có phải là participle không? Tại liên quan trong cái bài verbal rồi, phải không? Phải không? Yeah, so jumping này nó là present participle. Ok. Vậy hỏi cái gì? Vậy, vậy ai hỏi? Quên rồi. Ai hỏi quên rồi. Oh, trong physical description. Participle nó nằm theo thứ tự, thì trong câu mình có cái participle thì mình phải đặt theo thứ tự như vậy. Okay. Rồi, any else? Participle là nó như vậy đó. Tại Linh hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Trong câu mình nó có present participle hay là past thì mình cũng đặt theo thứ tự như vậy. Ok, cảm ơn. Rồi, tiếp tục nha. Ok, determiner nó gồm có những cái chữ gì? Determiner mình gọi là tính từ, chỉ định á, chỉ định. Nó gồm có những cái chữ này. Ví dụ mình nói all work, both work, half, half gì ta? Half gì đó ai biết? Half and half milk. Yeah, đại khái vậy đi. A book, okay. An apple. The book, this book, that book, my book, our book. Đại khái gì? Much money, many, many books, another book, any book, what book, which book, my book. Đại khái gì?
Đây là tĩnh từ, mình gọi là tĩnh từ chỉ định đó. Chỉ định và chỉ định. Ok, tiếp tục tới number. Number thì mình có hai loại phải không các anh chị? Tĩnh từ chỉ về số đó. Cardinal number hay là ordinary number. Okay, ordinary number có nghĩa là tính từ đếm đó, đếm số đếm đó. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, để khái niệm first, second, third. I mean, yeah. Hay là số đó là số thứ tự, rồi số đếm là 1 2 3 4 5 6 7. Khái niệm vậy. Okay. Theo thứ tự đó, size sharp. Theo thứ tự đó, đó là number. Rồi bây giờ tới mình trả cho you and các anh chị evaluate or emotion. Cái evaluate này thường thường mình ưa bị lẫn lộn. Evaluate hay là nó còn nằm, nó cũng thuộc về cái emotion luôn. Ví dụ mình nói là beautiful, restful, happy, sad, loud, sweet, sound. Khái như vậy. Cái thứ ba là cái phần này gọi là evaluate. Thứ tư đó là physical description. Thì nó gồm có size. Trước nhất là size. Size thì nó có, ví dụ mình nói lớn, nhỏ, bé gì đó, tí xíu, large, small, tiny, long and narrow, etc. Đó là size. Rồi tới sharp. Sharp là hình dáng tròn, vuông, méo. Circle. Right. Rồi mới tới weight. Nặng nhẹ. Anh chị phải thuộc lòng cái thứ tự nha, mình để mình dễ sắp đặt hơn. Rồi tới weight. Rồi tới participle. Participle thì các anh chị biết rồi, mới nói rồi. Participle mình có hai loại, present and past. Present thường thường thì nó có cái ing, còn past thường thường nó là nó có ed, nó có ed hoặc là cái cột thứ ba của động từ bất quy tắc, hay là những cái tĩnh từ mà nó đi theo cái động từ to be nó cũng là adjective. Ok, rồi tới đó là temperature, là nhiệt độ phải không? Temperature mình dịch là gì? Là nhiệt độ phải không? Ví dụ mình nói nóng, lạnh, ấm, hot rồi này kia là khái như vậy. Ok. Rồi kế đó là humidity. Humidity là mình nói về humidity dịch là gì ta? Ví dụ mình nói là trời thì nó khô quá, hay là nó ướt át, hay là nó gì đó. Đây là humidity. Thì nó nồng ấm. Ok. Dạ, nếu mình không biết dịch tiếng Việt, các anh chị dịch đi. Rồi kế đó sẽ là age. Cuối cùng nó sẽ là nói gì? Age không phải nói về tuổi tác nha các anh chị. Ví dụ mình nói về già cả, hay là cổ xưa, hay là như mấy cái chữ này. Phải age là nói về tuổi không nha. Newborn, antique, baby, baby is teenage. Khái như vậy. Đây là age. Sao rồi? Let me add this one. Okay, đó là age. Rồi kế đó là kế age xong rồi là gì ta? Là color. Color thì các anh chị biết rồi, màu đủ thứ hết trơn. Màu
Dạ, cái order này nó hơi rắc rối chút xíu, nhưng mà mình phải làm nhiều mình sẽ quen thôi. Tại sao không được? Oh, I see. Why? Không phải Mỹ là giỏi nha các anh chị. Nhiều người Mỹ họ dốt thế mồ đi, họ không biết á. Okay. Họ không biết á. Giống như là 7 a.m. họ không biết a.m. là gì, họ chỉ biết a.m. chỉ là buổi sáng thôi, chứ không biết a.m. là gì, p.m. là gì hết trơn. Khá như vậy. Yes sir, tên Ok, color là màu. Ok. Màu gồm có đen, trắng, xanh, vàng, đỏ, tím gì tùm lum hết trơn là màu theo thứ tự. Đấy. Tin vờ hả? Tưởng đâu ham coi phim Tàu đâu, đặt cái nickname là tin vỏ. Right. Tình vỡ hả? Tình vỡ hả? Theo thứ tự à, Bảo Khanh theo thứ tự có nghĩa là một câu nó có nhiều cái tỉnh từ ở trong đó. Ví dụ như mình nói là cái bàn này màu đen, cái bàn này lớn màu đen, thế anh chị nói sao nè? Theo thứ tự đó, coi theo thứ tự của title đó. Cái bàn này lớn màu đen, anh chị nói đi, nói đi, nhìn theo thứ tự mà nói đi. Yeah, trước nhất là determiner là this, phải không? Lớn là thuộc về cái size, phải không? Thành ra mình sẽ nói chữ lớn trước, this big, rồi mới tới color, phải không? This big black table, phải không? Đó, theo thứ tự như vậy. Chứ mình không có nói là this black big table. Các anh chị thấy thứ tự này rất là hay phải không? Nhờ cái thứ tự này mình mới biết là cách sắp đặt cái tỉnh từ. Ok, cái nào trước cái nào sau. Đấy. Rồi tiếp tục nha, các anh chị hiểu rồi. Sau cái color rồi ra tới cái verbal. Cái verbal thì thường thường nó là danh từ riêng, nhưng mà đứng trong câu nó làm tỉnh từ. Đấy, give me tí xíu nha. Let's see what's wrong with this one. No, I don't want this one. I want this one. Ok, rồi tới cái proper. Proper thường thường nó là danh từ, danh từ riêng đó, nhưng mà đứng trong câu nó sẽ là tỉnh từ. Thí dụ mình nói Vietnamese girl, cô gái Việt Nam, cô gái người Việt Nam, thí dụ như vậy. Gồm có Vietnamese, Japanese, Chinese, Jewish, Catholic, Buddhist, Learner, Northern, Oceanist, Polar, đại khái như vậy. Thường thường nó là danh từ, nhưng mà đứng trong câu nó sẽ là tính từ. Rồi kế đó mới tới material. Material mình dịch là gì ta? Nghĩa là nó làm bằng cái gì đó, nó thuộc loại gì đó. Right? Đó là material. Chất liệu. Giống như nó steel, paper, rubber, glass, wood, cloth, concrete, fabric, cotton, plastic, leather, đại khái như vậy. Nó làm bằng cái gì á? Ok, rồi sau cùng mới tới noun. A adjective. Now a adjective. Computer, monitor, basketball, basket player. Cái okay, gì? Racing, cooking, sleeping, dancing, rolling. Những cái danh từ mà nó làm tính từ. Mấy cái rolling, walking, working, racing, cooking, sleeping. Nó sẽ là gerund. Phải không các anh chị? Nó sẽ là
No, nó sẽ là adjective. Yeah, adjective. Nó sẽ là participle, I'm sorry. Nó sẽ là participle, right? Nhưng mà nếu mà nó đứng trong câu, nó sẽ là adjective. Nó đứng riêng, nó sẽ là participle. Now a adjective. Cái noun adjective thì nó nói về, giống như nó nói về cái computer hay là basketball, đó là noun adjective. Và nhiều khi nó đọc, nó khác chứ, nó khác cái proper. Proper thường thường mình phải viết qua, mình phải viết qua, nó đâu có giống đâu. Còn cái noun adjective mình viết thường được, giống như là computer monitor. Computer đâu có phải là proper đâu, phải không? Proper thường thường mình phải viết qua, right? Cái màn hình của cái computer. Ok rồi, make sense rồi, phải không? Ok, kênh chị coi câu này. When we use more than one adjective of a kind, separate them all with commas, but don't insert a comma between the last adjective and the noun. Chị hiểu câu này phải không? Cho thí dụ, okay. Other and others. Chỉ thêm s thôi. Okay. Elgar vào gì đó. Okay. Chưa tới cái phần đó, chưa tới cái phần đó nên không nói. Okay. Từ từ mình sẽ học hết nha các anh chị. Don't ask me something in advance. Okay. Okay, yeah, từ từ. Take it easy. Thấy như vậy. Mình sẽ nói tới hết trơn. Tiểu My sẽ mention everything cho các anh chị. Khi nào mà Tiểu My nói ô, cái bài hôm nay tới đây chấm dứt, mà Tiểu My có miss hay có skip cái phần nào thì các anh chị mention lên. Okay. Lúc đó mình sẽ la lên. Okay. Thí dụ như câu này. Cái câu này nó nói là khi mà mình dùng nhiều cái adjective ở trong một cái câu á, thì mình phải để cái dấu phẩy sau mỗi cái adjective. Nhưng mà cái tính từ cuối cùng mà đứng kế cái danh từ đó thì mình không có để cái dấu phẩy. Okay. Ngay chỗ cái autumn, autumn day đó, mình không có để dấu phẩy between adjective and a noun. Nhưng mà mấy cái tính từ phía trước thì mình sẽ để dấu phẩy. Okay. Mấy tháng nữa, cái bài này chắc cũng không có lâu đâu. Mình đã học qua 3 phần rồi, chỉ còn 2 phần nữa thôi. Hiểu không? Ok. À, bây giờ qua cái phần này. How to punctuate a series of adjectives?
Okay, let's see. Now read this reverse. Ok, cái phần này mình mention lên là các anh chị sẽ bị tẩu hỏa nên Tiểu My sẽ skip nha. Ok. Ok, các anh chị coi phần này rất là hay. Ok, rất là hay. You can put many adjectives before a noun, but English speakers do not usually use more than two or three, especially if they are adjectives of the same kind. Instead, we put an extra part, usually a relative clause after word. Nghĩa là gì? Thường thường mình không có để nhiều cái adjective trong một cái câu. Okay? Mình chỉ nên dùng hai hoặc là ba là nhiều lắm rồi. Và mình thay thế nó bằng những cái adjective nó cùng loại với nhau đó. Thì mình thay thế nó bằng cái relative clause. Okay. Relative clause là thường thường nó sẽ là mệnh đề, danh từ đó. Để cho thí dụ nha. Dạ, cho thí dụ nha. Chị coi câu này. The big, dark, empty, scary house. Anh chị thấy câu này nó có bốn cái adjective, not too much, right? Thành ra mình separate nó. Các anh chị thấy không? Mình separate nó. Scary and empty. Nó cùng loại phải không? And big and dark. Nó gần giống như là mình tách nó làm hai ra. Các anh chị làm sao nè? Câu này các anh chị đổi lại làm sao mà nó chỉ có hai hoặc ba cái adjective ở trong câu thôi. Cái nhà thì bự và các anh chị đặt lại câu này sao nghe cho nó hay. Cái nhà lúc rùng rợn đó. Okay. Cái nhà nhìn thấy rùng rợn, vắng vẻ, tối tăm và bự. Phải không? Và bự, dịch như vậy đó. Okay. The big empty house. Rồi sao nữa? Còn thiếu cái chữ dark. Không được bỏ. Cái nhà đáng sợ, trống trải, tối tăm, to lớn. Yeah, đại khái vậy mình dịch như vậy đó. That dark and scary. Các anh chị phải sửa lại cái câu không có được bỏ chữ nào hết trơn á. Có thể thêm chữ mà đừng có bỏ chữ. Okay. Đừng có bỏ những cái tính từ. Very good. Yeah. Angry tiger. Dark house. Is empty and scary. Phải không? Right. Hay là the big scary house. Hay là the big scary house was dark and empty. Đúng không? Mình dùng cái relative noun ở phía trước. Relative clause ở phía trước, the big scary house. Đó là relative clause. Relative clause là gì các anh chị? Là cái mệnh đề mà thường thường nó đứng làm chủ từ.
Mình gọi là now clause cũng được, khiến nó đứng làm chủ từ ở trong câu. Và nó the big scary house, nó sẽ là chủ từ của cái động từ to be, was, right? Anh đó mình đặt cái câu này nó nghe hay hơn là cái câu lòng thòng ở phía trên. Cái gì mà tính từ tùm lum trong đó, phải không? Hay là câu này, hay là câu này, she is a noisy, noisy. Ok, hay là các anh chị coi câu này. She has a noisy, messy, friendly black dog. Cô ta có một cái con chó màu đen. Friendly là gì ta? Nó friendly mà nó messy, thân thiện vậy. Con chó màu đen thân thiện. Nhưng mà các anh chị thấy chỗ này không? Có chữ nhưng ở đây, thành ra mình cắt nó ra. Đấy. Bừa bộn anh ồn ào, phải không? Bừa bộn ồn ào, khái như vậy. Thân thiện mà còn bừa bộn ồn ào nữa. Phải không? Giờ mình cắt nó ra. Thế mình cắt nó ra. Các anh chị cắt làm sao nào? Anh chị cắt làm sao nào? Her friendly black dog, right, is so noisy and messy. Phải không các anh chị? No. She has a friendly black dog. Phải không? No. Her friendly black dog, right, is noisy and messy. Phải không? Her friendly black dog is noisy and messy. Phải không? Hay là câu của Turtle cũng được. She has a friendly black dog. Tại sao mình không nói là her? She has có nghĩa là con chó của cô ta rồi, phải không? Her friendly black dog is a noisy and messy. Right? Giống như cái câu này, các anh chị thấy trong câu này nó có, để coi có bao nhiêu cái tính từ nha. Okay. Omar is a second shift restaurant kitchen crew member. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái tính từ. Câu này hồi, hồi tuần rồi, hồi tuần trước mình lấy thí dụ rồi. Các anh chị biết rồi, phải không? Yeah, tại vì chém gió không có học. Give the example, I give it this example in 2 weeks ago. Omar is a crew member in the restaurant kitchen during second shift. Có nhiều cách nói mà mình nói làm sao được có nhiều cái tính từ lòng thòng ở trong đó. Ok rồi, bây giờ các anh chị hiểu rồi phải không? Bây giờ các anh chị ghi trở lại cái gì đó, cái order đi. Cái ordering of the adjective. Phải thuộc lòng cái này nha. Ok. Câu cuối chưa hiểu hả? Yeah, thank you, thorough. Câu cuối chưa hiểu hả? Câu cuối mình dịch là Omar
là một cái thành viên của một cái group ở trong cái nhà bếp của một cái nhà hàng. Ca thứ hai đó, mình dịch như vậy. Ca thứ hai mình sắp đặt lại là ô mai là một thành viên, một 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 thành viên của crew, là một cái group á, crew member nó có, không phải ông chỉ có một mình ông ta là làm việc ở trong cái nhà bếp thôi, mà nó có bốn năm người làm việc trong nhà bếp, thành ra bốn năm người với lại Omar gọi là một cái crew, crew là cái group á, okay. Đâu có hứa nào đâu. Anyway, bây giờ các anh chị nhớ gì nè, okay. Xác định, chỉ định số. Evaluate mình dịch là gì ta? Evaluate dịch là gì? Chỉ định số. Evaluate dịch là gì? Thôi đi tả linh đồng picky. Okay, please. Evaluate dịch là gì các? Hả? No, không cần. Mắc cỡ á. Chạy liền á. Okay. Bắt tại trận là chạy liền á. Okay. Evaluate là ước lượng. Thấy không? Ước lượng. Chỉ định số, ước lượng, rồi rồi gì nữa, physical description gọi là gì, chỉ định số, ước lượng, miêu tả, màu riêng thôi, các anh chị làm nhiều là các anh chị nhớ thôi, ok. Nhiều quá sao mình nhớ được. Còn đặt bài hát hả? Ok, later on, ok. Later thì mình sẽ đặt thành bài hát. Hôm bữa có no, tại Linh quên rồi. Ai đó đưa ra một cái order. Rồi cái người ở trong room nói là good chút. Cái đó không phải của Jimmy, ok. Không phải của Jimmy, ok. Rồi, bây giờ mình làm bài tập nha các anh chị. Các anh chị keep posting the order of adjective nha, để cho các bạn nhớ luôn. Giờ làm bài tập nha. Chịu không? Chịu không nào? Bắt đầu nha. Bắt đầu. Chịu hai tay. Coi theo cái thứ tự, okay. Jacket. Dĩ nhiên là danh từ. Light your short sleeve. Ok, trước nhất mình có determiner không? Mình có determiner không các anh chị? Có không? Hả? Có là your. Ok. Là your, là determiner. Mình sẽ để đầu. Rồi kế đó mình có number không? Không có, okay. Đấy không? Không có, right? Rồi kế đó mình có evaluate không? Có không? Có evaluate không? Không có, right? Không. Rồi kế đó mình có physical description không? Có, phải không? Có cái physical description không? Trả lời, mình phải phân biệt được. Ok, mình phải phân biệt được là like, right, là light. Ok. Rồi. Yeah, can you keep posting the order, okay, of adjective. Rồi là light. Thành ra mình sẽ có your light. Còn cái short sleeve là gì các anh chị? Hả? Cái short sleeve mình function nó là gì? Là gì? Không. Cái này nó nói về cái tính chất mà, chứ nó đâu có nói về cái đâu mất tiêu cái câu đó rồi. Short sleeve nó nói về cái gì?
Physical description hả? Chúng mình nghĩ nó là let's see. So, chúng mình nghĩ nó là material thì phải. See cái material. Ok. Cái material nó gồm có plastic, leather, no, lót. Cái tay ngắn nó diễn tả về cái phần nào các anh chị? Nó nằm ở trong cái physical description phải không? Phải không? Yeah, thì mình nghĩ nó nằm ở cái này nó nằm ở trong cái phần participle thì phải không? Ai nói đúng á? Phải không? Một là nó nằm ở trong cái physical description, hai là nó nằm ở trong cái material. Okay. Nó là participle, right? Yes, okay. And then mình sẽ có cái câu là your lie. No, no. Bảo Khanh, mình bây giờ mình tập sắp theo thứ tự, okay. Mình tập sắp theo thứ tự. Và yeah, cái câu của Bảo Thanh thì good nhưng mà tập sắp theo thứ tự. Participle có nghĩa là những cái những cái chữ mà nó có cái ed ở trong đó hay là cái cột thứ ba hay là có ing ở trong đó. Ok. Yeah. Thì mình nghĩ nó sẽ là participle đó. So nó đứng sau cái sign phải không? Nó đứng sau cái sign. Okay, next one. Material. Yeah, right here. Puppy, 4 week old. Our damn warm. Chị làm câu này đi. Cái con chó Bobby đó, 4 tuổi của chúng tôi thì dịch sao không biết. Trước nhất mình có determiner không? Trước nhất mình có determiner không? Có. Ok, và là chữ hour. Right. Rồi kế đó mình có number không? Mình có number không? Không. Phải không? Mình không có number. Thành ra trước nhất mình có chữ hour nè. Right. Mình không có number. Rồi mình có cái evaluate không? Đâu có number đâu. Number chỗ nào? Hả? Đâu có number đâu. Kế đó mình có evaluate không? Ok, warm là gì nè? Warm là gì nè? Warm là gì? Là nóng lạnh phải không? Các anh chị là ấm. Ấm nó thuộc cái phần nào? Ấm nó thuộc cái phần nào? Temperature, phải không? Evacuate nó gồm có những cái chữ như là beautiful, sad, funny, friend, loud, happy, graceful, sweet,
sau excited scare cái như vậy, đó là evacuate, funny, okay. Đem dịch là gì các anh chị? Đem dịch là gì? Đem là ẩm ướt phải không? Là ẩm ướt. Thành ra cái warm and cái damp nó là the same kind, phải không? Ẩm thấp, phải không các anh chị? Ẩm thấp hay nóng lạnh hay ấm áp gì đó phải không? And nó the same kind of cái câu đâu mất tiêu rồi. Yeah, same kind of warm, phải không các anh chị? Right? Humidity. Oh, humidity, đúng rồi, humidity. Phải không? Đúng rồi. Very good. Nhớ rồi. Thành ra cái warm với cái damp đó thế nào để đằng trước? Cái warm để đằng trước phải không? Tại cái temperature. Right, nó ở phía trước cái humidity. Right? Yes. Okay, thành ra mình sẽ để là warm and damp. Theo thứ tự nào. Our warm damp. Phải không? Đó. Phải không? Warm là temperature, còn damp là humidity, right? Rồi, kế đó mới tới H. Các chị nhớ nha, khi mà tĩnh từ á, thì không bao giờ có S. Cái chữ 4 weeks, cái chữ weeks ở đây không có S. Các chị nhớ điều này nha. Okay. Right. Warm thuộc loại temperature. Okay. Không được cãi với Tiểu Mi Angry Tiger. Cãi thua là cái chắc. Okay. Tính từ không có S. 4 weeks không có S. Okay. So cái 4 week old là H. Theo thứ tự temperature, humidity and H. Right? Yeah, thorough. Thành ra cái câu mình sẽ có là our warm them 4 week old puppy. Thế cái câu mình có là sẽ như vậy. Okay, next one. Nhớ nha, lúc nào determiner cũng đi trước. Carpet, heavy, a, round, thick. Thick. Thảm, nặng nề, một, tròn, dày. Theo thứ tự nào. Trước nhất là determiner là chữ gì? Chữ A. Đấy không? Determiner là chữ A. Rồi có số không? Kế đó là number. Không có number. Rồi kế đó là evacuate. Chữ round đó là size phải không các anh chị? Chữ thick đó là gì? Chữ thick là gì? Là dày. Dày thuộc loại gì? No, round là sharp chứ. Đúng không? Round là sharp. Round là sharp, phải không? Khi yeah, round là sharp. Còn thick là gì? Dày mỏng. Yeah, round là sharp. Còn thick là gì? Là dày phải không? Dày là thuộc loại gì?
Chị My nghĩ nó sẽ đứng trước cái chữ round đó. Nó là eventually thì phải phải không? Nó eventually nói về cái để My quay lại cái eventually nói về cái happy đi cái let's see. Yeah, nói về cái sad. Tiếc là nói về cái sai phải không các anh chị? Dài mỏng rộng hẹp, I mean dài ngắn rộng hẹp bự, phải không? Bự dày, nó là cái sai, okay? Nó là cái sai. No, nó là cái weight chứ, nó là cái weight. Em mới không rành tiếng Việt lắm. Yeah, heavy là cái weight, okay? Cái weight, cái cân nặng đó. Nó sẽ đứng cái heavy đó, nó sẽ đứng sau cái thick. Sau cái thick kiểu mình nghĩ nó sẽ là cái gì? A thick heavy round carpet. A thick heavy round carpet. Cái order đâu rồi? Thank you, keep posting cái order of adjective trước đi, please. Mình mới thấy rõ hơn. Yes. Ok, mình sẽ có cái thick là gì? Cái thick. Thick là dày, là nói về cái weight hả? Hả? Thick là nói về cái weight hả? Mình nghĩ nó nói về cái size mà phải không? Phải không? A thick round heavy carpet. Rồi tới cái sharp. Rồi tới cái weight, heavy là weight. So thick nó sẽ là cái size. Đúng không các anh chị? Thick nó sẽ là cái size. Rồi theo thứ tự là thick, rồi tới sharp là round, rồi tới weight là heavy. Rồi tới carpet. That's right. A thick round heavy carpet. Okay, next one. Tục nha. Determine number evaluate. Rồi mới tới cái physical description. Size, shape, weight, possible temperature, humidity, age, the color, rubber, material, and now adjective. Blanket, dry and warm. Warm chứ không phải là đam nha. Warm. Warm, dry, blanket. Phải không? Yeah. Tại sao như vậy? Các anh chị cũng keep post cái này luôn nha. Cái nó hơi rắc rối phải không? Cái sharp các anh chị biết rồi. Cái weight các anh chị biết rồi. Cái temperature các anh chị biết rồi. Cái gì mà mình không... Cái age các anh chị biết rồi. Humidity các anh chị biết rồi. Có cái evaluate thì nó hơi rắc rối. Ok, thì mình post cái evaluate cho các anh chị nha. Oh no no, yeah, evaluate right there. Ok. Evaluate nó nói về cái emotion nó nhiều hơn. Ok. Evaluate thường thường nó nói về cái motion nhiều hơn. I mean cái emotion đó. Ok. Evaluate nó nói về cái emotion nhiều hơn, giống như là sad hay là happy. Ok,
Tháng như vậy là friend, phải cheerful, cảm xúc nhiều hơn. Và nó nói về cái beautiful, tháng như vậy, carefree, đó là evacuate. Còn cái temperature các anh chị biết rồi nè, cái humidity các anh chị biết rồi nè, size sharp các anh chị biết rồi nè, cái weight các anh chị biết và teachable biết rồi, right? Ok rồi, bây giờ làm câu này nha. So blanket dry warm, mình để cái nào trước cái nào sau nè. Warm là temperature, right? Phải không? Warm là temperature. Còn dry là gì? Dry là gì? Yeah, humidity, right? Thành ra theo thứ tự mình sẽ để là warm, dry, blanket. Phải không? Theo thứ tự. Ok, câu này nha. Table low oval and there. Trước nhất là determiner là there. Phải không? There. Cái oval là cái shape, phải không các anh chị? Oval là cái shape. Cái hình oval. Phải không? Oval là cái shape. Vậy cái dry là gì? Cái dry là gì? I mean cái low chứ, sorry, low là gì? Low là gì? Low là gì? Low là thấp, không? Low là thấp. Thấp nó thuộc cái phần nào các anh chị? Nó phải low, không phải là ẩm thấp. Low là cái là thấp. Cao thấp đó. Nãy có nói cao thấp là gì? High low là gì? Nãy có nói về cái cao thấp không ta? High low cái, thì mình nghĩ nó là sẽ là cái gì? Cái size, phải không? Cái size nó gồm có lớn nè, nhỏ nè, cao nè, thấp nè, rộng nè, hẹp nè, phải không? Phải không các anh chị? Nó là cái size, phải không? Cái size nó sẽ đứng trước cái shop, phải không? Cái size nó sẽ đứng trước cái shop, right? So mình sẽ có là there, low, oval, table, landmark, đúng không? Cái size nó sẽ đứng trước cái shop. Cái size nó gồm có lớn, nhỏ, rộng, hẹp, cao, thấp, phải không? Yeah, there, low, oval, table. Okay. Học thứ tự tín tự. Okay, học thứ tự tín tự. Tít thuộc loại sai nãy nói rồi mà, phải không? Right. Ok rồi. Khác nha. Okay, làm câu khác. Dày mỏng à, đâu phải là cái weight, phải không? Các anh chị đừng hỏi câu cũ làm Tiểu My bị tẩu quả. Ok, cái nào qua rồi cho qua luôn cho rồi đi. Ok. Mất công.
công nhớ lại. Mất công nhớ lại quá đi mất. Khi cái chị phải hỏi liền tại chỗ, khi cái ngày cái vấn đề hồi năm nào giờ hỏi lại sao nhớ được đấy. Khi please nhớ lại là bí liền á, mất công ngồi suy nghĩ nữa. Khi làm câu mới nè, làm câu mới nè. Houses, okay, Victorian crimson. Crimson là màu đỏ thẫm. Giờ làm câu này đi. Làm câu này. Và theo thứ tự, cái color nó sẽ đi trước cái gì? Nó sẽ đi trước cái proper. Trong câu mình nó có cái chữ viết tắt, có nghĩa là tính từ riêng. Em mình chữ viết qua chứ. Thấy không? Thành ra cái color nó sẽ đi trước cái material. Right? Crimson là màu đỏ thẫm. So, crimson Victorian houses. Okay. Rồi, tiếp tục. Cho các anh chị ít ít thôi, ok. Cho các anh chị ít ít thôi. No, crimson là no, crimson là color, ok. Không phải virtue. Crimson là color, là màu đỏ thẫm. Victorian là cái Victorian là cái origin. Victorian cái nhà mà thuộc mà không phải Victorian là cái nhà mà cất theo loại Victorian á, I don't know. Crimson là màu đỏ thẫm, okay, thuộc thời Victorian. Yeah, cất theo loại Victorian á, okay. Loại Victorian là gì? Ai biết là gì? Giống như cái nhà, các anh chị nhìn vô, các anh chị biết cái nhà mà cất theo loại Spanish là nó có vuông vuông góc nhọn nhọn, cái nhà mà cất theo loại Chinese China đó là nó cái nhà mà cất theo loại Thái Lan là nó được có cong 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 cong, cái mái nhà nó được cong cong. Các anh chị hiểu rồi chưa, phải không? Đấy, các anh chị hiểu rồi phải không? Đó, mình nhìn vô là mình biết cái loại nhà đó đó. Ok. Yeah, rồi khỏi mất công cắt nghĩa nhiều nha. Ai biết Victoria nó ra làm sao đâu. Thấy nhà thuộc loại Trung Hoa thấy rồi nè, nhà thuộc loại Thái Lan thấy rồi nè, còn nhà thuộc loại Victorian chưa thấy. Ok. Nhưng mà các anh chị phải hiểu nó như vậy, anh chị Google nó đi. Ok. Hỏi Tiểu My mấy cái Tiểu My không biết làm sao trả lời. Nhà có theo loại Việt Nam là nhà sát sát với nhau, cao nhiều tầng, cao lên 5-6 tầng luôn, đó là nhà cất theo Việt Nam. Ok, đó, hiểu rồi phải không? Rồi làm câu này đi please. Curtains white lace, white là màu trắng, lace là gì? Lace là không phải, lace là cái ren á, cái ren á. Ok, cái ren á, cái màn làm bằng ren trắng á. Rồi các anh chị làm đi. White có nghĩa là color, lace là material, phải không? Yeah, thành ra mình theo thứ tự color đứng trước material. White lace curtain. Curtain. Okay, next one. Anh chị phải thuộc lòng nha. Post một hồi là thôi đâu, không có post nữa đâu, mình phải tự nhớ. Okay. Cheese, squeeze, I mean squeeze and yellow. Cái miếng cheese nó cũng của screen màu vàng. Color đứng trước cái purple, phải không? Yeah, Thụy Sĩ. So yellows with cheese. Right? Okay, next one. Ladders wooden brown. Cái thang màu nâu bằng gỗ.
than gỗ màu nâu. Wood là material. Okay. Brown là color. Color proper material. Nhiều khi mình phải thuộc lòng như vậy. Các anh chị, color proper material. Physical description, color proper material. Đó, các anh chị thuộc lòng như vậy đó. Determine a number, evaluate physical description, color proper material. Okay. Rồi, next one. Let's see. Bell, green, beautiful, letter A. Cái viên nịt màu xanh, ta cây, đẹp, bằng da, một sợi viên nịt. Rồi, làm đi. Trước nhất là determiner. Làm đi các anh chị, please. Yeah, determiner là A. Ok, chị mình hỏi tới đâu các anh chị trả lời tới đó nha. Kế đó là number, không có. Phải không? Kế đó là evaluate. Evaluate là gì? Chữ nào là evaluate? Beautiful. Ok, evaluate là beautiful. So a beautiful. Post nữa đi. Post nữa đi. You went away. Yes. Total. Rồi, có evaluate rồi. Giờ tới description. Mình sẽ có size, shape. Không có phải không? Description không có phải không? Right. Rồi mới tới color. Color là green, phải không? So a beautiful green. Rồi mới tới material. Right, material là letter, right không? Yes, okay. Rồi mình sắp theo thứ tự thôi. A, yeah, a beautiful green leather belt. Right, cái sợi dây nịt bằng da màu xanh đẹp. Right. Okay, next one. Làm câu này nha. Actors owe to Shakespearean famous. Người tài tử và hai Shakespearean là cái người Shakespearean nghĩa là gì các anh chị? Nổi tiếng. Okay, trước nhất mình có cái determiner không? Determiner là chữ gì các anh chị? Em mới hỏi tới đâu các anh chị? Phải trả lời. Có sao không? Determiner là to. Determiner là to. No? Oh no no no, I'm sorry, không có. Không có, sorry. Number là to. Okay, không có determiner. Determiner là những cái chữ là this, that, those, this, a. Cái gì vậy? Yeah. Cái này chứng minh là no one perfect, okay? Sometimes mình cũng phải hơi hâm hâm chút xíu phải không? Hấp chứ, hấp chứ. Trong một ngày mình có một cái giờ phút nào đó mình hơi hấp chút xíu, ok? Các anh chị phải thông cảm. Ok, không có determiner thì mình có number, phải không? Mình có number là 2, right? Là 2, phải không? Rồi, cái tiếp tục nè, tiếp tục. Mình có evaluate không? Có evaluate không? Có không nè? Evaluate thường thường nói về cái emotion hay là nói về cái đẹp xấu rồi này kia đó. Có không? Là famous hả? Yes. Okay. Đẹp xấu. Let's see.
Right, that's right, đó là evacuate. Thế rồi kế đó sẽ là the physical description, có không? Không, có không? Có size, sharp, weight, participle, temperature, immunity, có không? Là chữ gì? Là chữ gì? Old là gì các anh chị? Old có nghĩa là age rồi, còn gì nữa, phải không? Old là age, right? Có, phải không? Nó nằm ở trong cái physical description là age. Ok, so mình có và phần cuối cùng là Shakespearean, right? Shakespearean. Cái này là proper. Khi mà các anh chị thấy cái gì mà nó viết qua nó sẽ là proper. Ok. Còn famous là gì? Hả? Famous là evacuate, right? So mình sẽ có thứ tự là two famous old Shakespearean actors, phải không? Two famous old Shakespearean actors. Biết rồi, monkey đúng. Okay, next one. Okay, một lần nữa, các anh chị thấy tính từ sẽ không có S trong trường hợp này. Okay. Proper là những cái danh từ riêng mà viết qua đứng trong câu nó sẽ là tính từ riêng. Okay. Nó sẽ là tính từ riêng, mình gọi là proper adjective. Okay. Now mình coi câu này nha. Baby lively her 6 months old. Baby thì lively là gì các anh chị? Khỏe mạnh á, thấy không? Khỏe mạnh. Cô ta, của cô ta 6 tháng tuổi. Các anh chị thấy 6 month, month ở đây không có s, nhớ điều này nha, tại vì nó sẽ là tính từ, okay? Không có s. Yeah, determiner là her, phải không? Right. Lovely là gì các anh chị? Là evacuate, phải không các anh chị? Evacuate, tràn đầy sức sống. Yeah, so lovely là evacuate. Sẽ đứng theo thứ tự determiner and evacuate. Rồi, segment O là age. Nó nằm trong cái phần physical description, right? Yeah, physical description. Thành ra theo thứ tự her lovely 6 month old baby, right? Little monkey, đúng. Okay, next one. Dress son a white lawn. Cái áo dress đó, thì bằng xanh một trắng và dài, áo đầm, rồi áo đầm đi. Rồi trước nhất là determiner là chữ A, phải không? Rồi number có không? Có number không? Không có number, phải không? Có evacuate không? Không có evacuate luôn, phải không? Không có luôn, right? Rồi kế đó là physical description, có sai không? Có sai không? Có, phải không? Long là sai, right? Long là sai. So mình sẽ có a long, right không? Rồi kế đó là white là color, phải không? Theo thứ tự white là color, right? And sun là material, phải không? So mình sẽ có thứ tự giống như là little monkey nói, a long white sun dress. Dễ phải không các anh chị?
Vấn đề là các anh chị phải thuộc cái thứ tự của nó, ok? Phải thuộc cái thứ tự. Right. Ok, next one. Vấn đề là không thuộc. Ok, step. Narrow cement and ten. Ok, trước nhất là determiner. Có determiner không? Không có. Determiner là những cái tính từ xác định đó. Một nè, A đó. Hay là this, that, those, this. Ok. Hay là your, her, my. Không có. Cái đó là number là có, phải không? Ten. Phải không? Ten là number. Rồi, right. Các anh chị đánh như Bảo Thanh vậy đó, đặng mình nhớ luôn. Rồi kế đó là evaluate. Có không? Có evaluate không? Không có. Right. Rồi kế đó là physical description. Size, sharp, weight. So cái narrow là gì các anh chị? Narrow là gì? Narrow là đâu phải. Narrow dĩ nhiên narrow là hẹp rồi. Narrow là size. Okay, size. Okay. Narrow là size. Thành ra theo thứ tự mình sẽ có A. Mình sẽ có 10 narrow, right? Cái đó là cement. Cement là gì? Material. Phải không? Làm bằng xi măng á. Okay, cement là material. Right? So mình sẽ có thứ tự là 10 narrow cement steps. Không? Yes, okay. Theo thứ tự như vậy. Rồi, tiếp tục nha. Basement, cool, damp and dirt. Determiner là the, right? Có number không? Không có number. Right? Không có number. Có evacuate không? Có evacuate không? Không có luôn, phải không? Cái emotion là beautiful hay là ugly hay là gì đó. Okay, sad là cảm xúc. Rồi, không có evacuate. Có cái physical description không? Có size không? Không có size. Đấy không? Có sharp không? Không có sharp. Có weight không? Không có weight. Noticeable không có. Temperature có không? Có không? Có, phải không các anh chị? Là cool. Không phải cook nha, cool. Yeah, you misspelled, blue moon. So mình sẽ có the cool, right? The cool. Rồi cái damp là gì? Humidity. Very good. See, theo thứ tự. So mình có the cool, damp, basement. Okay. Okay, next one. Giờ mình làm cách khác nha. Ok. Làm cách khác, làm cách này hoài chán rồi. Ngán rồi. Giống như ăn cơm cũ vậy đó. Giờ làm giờ ăn cơm mới nha. Ok. Anh chỉ đổi câu này thành một cái câu ngắn gọn thôi. A new bin, bitter used for bin eggs. Nghĩa là gì? Một cái đồ đánh đó, bitter là một cái đồ đánh mới đó, được dùng để đánh trứng đó. Gọi là gì? Gọi là gì? Mình nói một gom lại, mình thâu nó ngắn gọn.
câu ngắn gọn thôi. Và máy đánh trứng á, thay vì nói dài dòng vậy mình nói cái máy đánh trứng. Phải không các anh chị? Máy đánh trứng thì nói máy đánh trứng cho rồi đấy, còn bài đọc nó a new beautiful being eight right. Rồi làm thâu gọn lại đi, thâu gọn lại đi. Yeah, a new no. Thường thường cái chữ to đó dùng cho người ta nhiều hơn dùng cho đồ vật nha, please. Okay, cái chữ to đó dùng cho người ta nhiều hơn dùng cho đồ vật. Okay, yeah, mình sẽ nói là a new gì, a new a better. Total đúng. Okay, total đúng. Right. Okay, next one. Cái này tập cho mình nói ngắn gọn đi, đừng nói điệu điệu. Ok, điệu điệu, điệu điệu gì đó. Câu này nha. Nếu chào Xuân Hương và các anh chị mới vào. A wooden ladder used for the serving soup. Ladder là gì các anh chị? Ladder là gì? Là cái nồi thì phải phải không? Phải không? Cái nồi hả? Hay là cái gì? Cái tô hả? Cái muỗng hả? Dạ, cái muỗng. Ok, ladder, cái muỗng. Cái thìa. Ok, người Nam là cái muỗng, người Bắc là cái thìa. Người Trung là cái gì thì mình không biết. Người Trung là cái vá hả? Cái môi hả? Người Trung là cái môi hả? Ok, cái môi đèn. Ok, mình đang học cách sắp xếp thứ tự của tỉnh từ. Ok, miền Bắc là cái môi hả? Phải không? Miền Bắc là cái thìa. Cái thìa. Ok, làm câu này đi các anh chị, làm câu này. Gì cái xẻng gì tùm lum. Vậy người Trung là cái gì? Người Bắc cũng là cái môi luôn hả? Là cái miệng. Đã lên trên người Tàu nên đâu có biết đâu. Thành ra nói trật lất. Ok. Cái cụ gì à? Ok. Hả mà nói cái à, mà nói cái gì là bàn tới hả? Bàn tới hả? Trở lại bài học nè, ở đó mà. Ở đó mà bàn bàn tới. Trở lại bài học nè, làm câu này đi. Thâu gọn lại. Ok, thâu gọn cái câu này. Cái muỗng bằng gỗ thì nói cái muỗng bằng gỗ cho rồi bài đọc. A wooden ladder used for the serving soup. Nghĩa là cái muỗng súp bằng gỗ phải không? Right. Muỗng súp bằng gỗ. A wooden soup ladder. Thế này có misspell ngay chỗ cái chữ ladder không ta? Có chữ O không? Hả? Có chữ O không? Ok, next one. Có không? Không cần phải không? Không cần. Okay, next one. Okay, an old brush used for scrubbing. Cái bàn chải cũ để dùng để chải, để chà đó. Ok, bây giờ mình function nó đi. And đó là determiner, đúng rồi. O đó là H, phải không? O đó là H. Còn dropping là gì các anh chị theo thứ tự? Hello, could you repost the order of adjective, please?
M đó là determiner, O đó là age, còn Robin là gì? Hả? Robin là gì các anh chị? Hả? Yeah, nó sẽ là gì? Noun and adjective, phải không? Yeah, nó là noun, function A and adjective. Tại sao nó là noun? Thấy không? Cái Robin là gì? Nó là Turing, phải không? Nó là Turing. Đồng ý không nào? Danh từ, I mean động từ nó có cái ing, nó sẽ trở thành danh từ, phải không? Children, right? Và children thường thường nó đóng vai trò là nó function as a noun, phải không? Phải không? Nó function as a noun. Và khi mà nó function as a noun, nó đứng trong câu, nó không còn là động từ nữa. Nó sẽ là adjective, phải không? Thành ra theo thứ tự nó là adjective, as a noun, right? Chị hiểu điều này rồi, phải không? Thành ra cái children, cái dropping ở đây mình gọi nó là children. Okay, function is an adjective. Nên là mình còn gọi nó là adjective is a noun, noun is a adjective. Theo thứ tự. Okay, theo thứ tự. Nên mình sẽ có cái chữ, cái câu là đổi thành là đổi thành gì quên rồi. An old dropping brush. Okay, next one. A glass plate used for baking pies. Pies là cái bánh pies, nó nhiều flavor trong đó. Rồi các anh chị làm câu này đi. Một cái dĩa bằng kiến thì được dùng cho cái bánh pie đó. Baking pie là cái bánh được 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 nướng á, cái bánh pie được nướng. Ok, trước nhất là và bánh nướng á. Trước nhất là determiner là A hay là N các anh chị? Hả? Là A hay là N? Tại sao cái câu câu nguyên thủy nó là N? Các anh chị đổi thành A. Yeah, nó sẽ là A, tại nó sẽ đi theo cái tính từ. Okay? Là class. Right? Rồi, kế đó là ok, các anh chị có determiner là A. Kế đó number không có, eventually có không? Cũng không có luôn. Physical description có không? Không có luôn, phải không? Có không? Không có luôn. Right? Rồi, cái đó là color có không? Không có luôn. Proper không có luôn. Material có, phải không? Là glass, làm bằng gì? Làm bằng kính, right? So a glass, right? Rồi, baking là gì? Baking giống như cái chữ hồi nãy luôn. Nó sẽ là children, phải không? Yeah, nó sẽ là children. Và children thường thường nó function as a noun, right? And trong câu nó sẽ là noun adjective, phải không? Noun is a noun. I mean, noun is adjective. Theo thứ tự đó các anh chị. Right, theo thứ tự đó là noun adjective. Right? And then mình sẽ có là a glass baking
Thì class. A glass baking by place phải không? Phải không các anh chị? Hay là a glass by place? Hay là a baking glass place? Right, a baking glass place. Còn cái chữ by đâu? Còn chữ bài đâu? Còn chữ bài đâu? Hả? Còn chữ bài đâu mất tiêu rồi? Hả? Không cần hả? Không cần. Không cần hả? Cần không các anh chị? Yeah, now it adjective phải không? A glass baking by place được không? Hả? A glass baking by place được không? Được mà phải không? Cái gì á? Không cần hả? Cần hả? Cái dĩa, cái dĩa nướng bánh bằng bằng kiến phải không? Cái dĩa để nướng bánh bằng kiến phải không? Cái gì? Ok rồi. Tiếp tục nha. Map used for storing hats. Ok, baking không phải là participle. Tại vì participle thì nó thường thường nó sẽ làm gì? Ở trong trường hợp này, ở trong trường hợp này mình không có dịch nó là đang nướng. Ok. Mình không có dịch nó là đang nướng. Khi mà nó là participle thì mình sẽ dịch nó là đang nướng, phải không? Phải không? Ở đây nó sẽ là during. Okay, nó sẽ là compound noun. Okay. Thì Linh hiểu chỗ này không? Khi mà nó là adjective. Okay, yeah. Okay, thì mình phải dịch nó là đang. Okay, nó là đang. Thí dụ mình nói là the barking dog. Thì barking ở đây mình sẽ dịch nó là con chó đang sủa. Okay, phải không nào? Right. Con chó đang sủa. Còn cái này baking by ở đây mình sẽ dịch là cái bánh nướng, phải không? Mình dịch là bánh nướng chứ mình không có dịch là cái bánh đang nướng. Phải không Thùy Linh? Right. Cái bánh nướng. Okay. Đó là tại sao cái baking ở đây baking ở đây không phải là participle. Tại mình không dịch nó là đang được. Thì Linh đồng ý không nào? Phải không? Các anh chị đồng ý không nào? Thì Linh đồng ý không nào? Thành ra nếu mà mình nói nó là participle là sai. Okay. Yeah, nó là now chứ không phải là nó là
Yeah, nó function, nếu mà nó là participle thì mình nó là function là adjective. Còn nó là noun mình cũng function nó là adjective luôn. Right? Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ tiếp tục nha các anh chị. Giờ chán cái cách này chưa, giờ làm cách khác nữa. Nhiều cách lắm. Giờ làm hơi khó khó chút xíu nữa nha. Ok. Làm hơi khó khó chút xíu nữa. Chán rồi hả? Chán phèo rồi hả? Ok, bye. In class. À, Rumi mới vừa vô room phải không nè? Hả? Rumi, mới vừa vô room phải không? Say yes đi, please. Say yes đi. Yes, thấy không? Ai mà mới vô room là nói trật lất à? Ok. À, tiếng mi biết liền à? Ok. Rồi, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Asking your friend. You are asking your friend, ok? Now, next one nè. Cuckoo lark. Brown a sweet, I mean sweet, a small, sweet small. Cuckoo clock là gì các anh chị? Cái đồng hồ mà tới giờ cái sao có cái con chim nó nhảy ra đó. Nè, cuckoo, cuckoo, cuckoo. Nó thấy như vậy á, đồng hồ đó nó như vậy đó. Rồi các anh chị làm câu này đi. Yeah, cuckoo, cuckoo, cuckoo. Trước nhất là determiner là A. Ok. Và gì nữa? Tới number có không? Không có number. Có evaluate không? Không có luôn. Right. Cái evaluate là physical description. Thứ nhất có size không? Có cái size không? Size. Có không? Có là small. Phải không? Sau mình sẽ có A small. Right. Rồi kế đó có sharp không? Không có sharp, phải không? Đâu có sharp đâu. Right. Rồi kế đó có weight không? Không có. Participle không? Không có. Temperature, humidity? Không có. Có age không? Không có luôn. Có color, right? So a small call a small brow, phải không? A small brow. Rồi kế đó là proper là squeeze, right? A squeeze. A small brow squeeze. Right? Rồi kế đó là cuckoo clock. Okay. So total đúng. Next one. Chào hứng thiếu mới vô. Watering can round a heavy metal. Metal. Làm câu này đi. Okay, trước nhất là determiner là A, phải không? Các anh chị là A. Number có không? Không có. Evaluate có không? Không có. Ok, physical description trước nhất là size, có size không? Có size không? Không có. Phải không? Size có không các anh chị? Heavy là gì? Heavy là gì? Heavy là gì? Heavy là weight. That's right. Heavy là weight.
Raw là gì? Là short, phải không? So short nó sẽ đứng trước cái heavy, cái wave, phải không? So mình sẽ có a raw heavy, right? Yeah, a raw heavy. Và gì nữa? Rồi kế đó là gì? Là material, phải không? Là material. Mình không có color, mình không có rubber. So mình có material, là metal, right? Around heavy metal. Yes, là cái gì vậy? Ok, câu này nha. Câu này hơi khó nha, các anh chị cẩn thận nha. Okay. Games Nintendo new to computers. Exciting. Trước nhất mình có determiner không? Có không? Có là new. Không? Có mà. No, cái new đâu phải determiner đâu. New đâu phải determiner đâu. New nó là gì các anh chị? Nó là evaluate, phải không? New nó là gì? New không phải là age. New là mới. New nó là gì? New là age hả? Ok, mình không có determiner rồi đó, chắc chắn rồi đó. Ok. Rồi, bây giờ mình làm từ từ để coi mình phân tích ra nó là cái gì. Kế đó là number có không? Có number. Mới là age hả? New. Ok, lại đợi chút xíu. Giờ mình nói lại nè. Bây giờ mình có determiner không? Không có, ok, mình xác định là không có. Rồi mình có number không? Có, là 2, phải không? Là 2, right? Mình có evaluate không? Có evaluate không? Có, là gì? Eventually nói về cái yeah, exciting. Nói về cái emotion. Đúng không? Eventually là nói về cái emotion. The most. Đó là exciting. Okay. Nói về cái cảm xúc của mình. So mình sẽ có là to. I'm sorry. To exciting. Right, too exciting. Rồi. Kế đó là gì ta? Kế đó là physical description. Okay. Physical description. Pause the tutorial, please. Physical description thì trước nhất mình có size nè. Okay. Rồi tới sharp nè. Rồi tới weight nè. Rồi tới participle. Rồi temperature. Humidity and age. So cái new có phải là age không? Hả? Huh? Exciting là exciting. Yeah, nó tùy, nó cũng gần giống như vậy. Okay. Yeah, new có nghĩa là age các anh chị. Okay. Age là age là old. À, để cho mình post cái age lại một lần nữa cho các anh chị nha. Thường thường cái age nó nói về già trẻ
hay là mới cũ, đúng không? Cái each nào, okay, no, cái evaluate đó thường thường nó nói về cái emotion nhiều hơn, phải không nè? Đây là cái age nè. Okay. Yeah, đây là cái age nè. Oh, newborn. Teenage. Ok, trở lại cái câu, trở lại cái câu. Okay. Trở lại cái câu example. Where is it? Đâu nó đâu mất tiêu rồi. Yeah, baby. No, not this one. And I think this one right here. Where is it? Yeah, it's right here. Okay, I post the answer anyway, okay? Chứ các anh chị sẽ thấy cái thứ tự của nó là làm sao. Too exciting new Nintendo computer game. So tụi mình nghĩ cái new nó sẽ là cái gì, cái age đó các anh chị, nó là sẽ là cái age đó. Tại vì nếu cái new nó là evaluate thì nó sẽ đó, cái câu đúng là như vậy. Too exciting new Nintendo computer games. Nintendo nó sẽ là proper. Computer nó là gì các anh chị? Computer nó là gì? Nó là noun, phải không? Nó là noun adjective. Okay. Yeah, nó là noun. Okay, next one. Càng ngày càng khó chút xíu nha. Okay. Từ cười tới khóc rồi lên giường ngủ luôn. Tại khi mình khóc mình dễ ngủ hơn, phải không các anh chị? Câu này nha. Rose Bush Brickley, I mean Brickley, small, 2 years old, and this. Cái hoa hồng, cái bụi, Brickley là gì? Nhỏ, 2 tuổi, này. Có gai, dạ có gai. Rồi các anh chị sắp theo thứ tự đi. Trước nhất là determiner. Determiner là gì? Chữ gì? Chữ this, right? Rồi kế đó là number. Có number không? Không có, phải không? Rồi kế đó là evaluate. Có không? Có evaluate không? Có là chữ gì? Prickly, phải không? Prickly là có gai. Phải, prickly là evaluate không các anh chị? Yes, nếu mà tin so thì cho nó như vậy đi. Yeah, nó là evaluate, okay? Wait, không phải. Prickly là gì?
Broccoli là gì? Có gai. Có gai là nó thuộc về gì? Thuộc về shop phải không? Phải không các anh chị? Yeah, nó thuộc về shop. Phải không? Nếu mà nó thuộc về shop đó thì cái sign nó phải đứng trước phải không? Ok, cái câu này trở lại nha. Cái prickly nó đứng trước cái small hay là cái small nó đứng trước cái prickly? Yeah, cái small nó phải đứng trước tại vì nó thuộc về cái size. Không, các anh chị nó là size. So a small, I mean this small prickly. Right, this small prickly. Rồi kế đó là cái weight không có, participle không có, temperature không có, humidity không có. Có age không? Có, phải không? Có age. Right. Two years old. Push là gì? Push đâu phải là tính từ đâu. Push là cái bụi. Phải không? Cái bụi là danh từ. Cái hoa hồng cũng là danh từ. Nhưng mà cái danh từ nào là chánh? Mình nói về cái bụi hoa hồng hay là mình nói về cái hoa hồng? Hả? Mình nói về cái bụi hay là mình nói về cái hoa hồng? Hả? Mình đâu có nói đâu. Phải không? Mình mà nói về cái bụi, cái push. Right? Cái push. Yes, okay. Mình nói về cái bụi chứ mình không có nói về cái hoa hồng. Cái bụi hoa hồng. So đây mình sẽ có là this small prickly. Right? This small, I mean small prickly, 2 years old, rose. Rose là noun adjective. Okay? Rồi mới tới bush. Okay, bush. This small prickly, 2 years old, rose, bush. And nhớ 2 years old không có S ngay chỗ chữ yes nha các anh chị. Tính từ không có S. Ok, câu này nha. Chỉ coi câu này. Bat tower damped a white warm planet. I mean planet. Ấm cái khăn ẩm ướt một trắng ấm flannel có nghĩa là làm bằng bằng gì, bằng nỉ phải không, bằng nỉ và bằng nỉ mỏng á, okay, bằng nỉ mỏng á. Rồi giờ các anh chị làm đi. Trước nhất là determiner là gì? Determiner là chữ nào? Chữ A, right? Rồi kế đó là number. Có number không? Không có, right? Rồi kế đó là evacuate. Evacuate thường thường nó là cảm xúc. Cũng không có luôn, phải không? Rồi kế đó là physical description. Nó có sai không? Có sai không? Không có. Có sharp không? Không có. Right. Rồi có gì nữa? Sharp, size. I mean size, sharp. Rồi tới weight. Không có weight luôn, phải không? Participle cũng không có luôn. Temperature
Có temperature không các anh chị? Không luôn, phải không? Có temperature không? Có không? Warm là temperature rồi, phải không các anh chị? Có. Ok. So mình sẽ có thứ tự là A warm. So far phải không? A warm. Right? A warm. Sau cái temperature thì tới cái humidity. Right? Humidity là damp. Phải không? Là damp. A warm damp. Right? Rồi sau cái humidity là tới tới cái gì? Tới cái color. Total pause to me please. Right. Sau cái humidity tới cái age chứ. Mà tại mình không có cái age. Rồi tới cái color là white. Phải không? Sau cái white rồi tới cái rubber. Có cái rubber không các anh chị? Không có. Rubber là chữ trong câu mình coi có cái chữ gì viết qua hay không. Ok. Không có. Rồi tới cái material. Phải không? Sau cái color là tới cái material là flannel, right? Flannel. Right. Đó theo thứ tự. Rồi sau cái material là tới cái noun adjective. Noun adjective là chữ bath, right? Nó có hai cái noun là bath and towel, right không? Nhưng mà mình nói về cái khăn tắm chứ mình không có nói về cái tắm, phải không? Cái sự tắm. Thành ra cái bath sẽ là noun adjective. Towel sẽ là the main noun. Đó theo thứ tự. Ok. There are monkey and the tiger. Thấy như vậy and turtle đúng. Ok, next one. Bên châu Hồ Quy Quynh mới vào kênh nhà các anh chị. City versus beach 10 efficient lodge. Thành phố xe bus màu peach 10 efficient là gì các anh chị? Dạ bự. Ok. Dạ bự. Efficient là gì? Gì đợi chút đọc từ điển mới biết. Hiểu mà nhiều khi không 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 nói. Efficient là hiệu hiệu có công hiệu đó. Có công hiệu. Hiệu quả đó. Và có công hiệu. Ok, now làm thứ tự đi các anh chị. Trước nhất là determiner. Có determiner không? Không có. Đấy, không có. Có number không? Có number, right? Là 10. Ok. Màu màu peach là màu 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 hơi nâu nâu á, nâu nâu lợt á. Ok, màu nâu lợt á, phải không? Ok, mình có determiner là 10 nè. Ok. Rồi. Mình có evaluate không? Có evaluate không? Có không các anh chị? Efficient, efficient là evaluate hả? Là có hiệu quả hả? 10 efficiency. Okay, để post cái câu ra. Right, evaluate là let's see.
Efficiency ở đây có nghĩa là participle I think. Anh chị đồng ý không nào? Nó là participle. I mean nó sẽ là cái participle nhiều khi nó cũng là okay, let me post the repost the participle nha. Participle có nghĩa là nó cũng là tính từ, những cái chữ tính từ mà nó đứng sau cái động từ. Okay. Efficient ở đây đâu có phải là emotion đâu. Đó không các anh chị? Để cái me post lại cái participle cho các anh chị nha. Ok, I think I missed this one. I missed explaining this one for you. Cái participle and order adjective giống như là cái level. Thành ra cái gì, cái efficient ở đây cũng là cái adjective. Đúng không các anh chị? Hay là excited, interesting, hay là level. Các anh chị thấy cái level đây không? Nó cũng giống như là cái efficiency. So cái efficiency, I mean nó là adjective. Các anh chị hiểu tụi mình nói gì phải không? Phải không? Cái participle nhiều khi nó là present participle like interesting, hay là past participle like excited, and order adjective. He is level. So cái level ở đây nó sẽ là adjective. Anh chị không? So cái efficient ở đây cũng là adjective. Và nó đứng ở trong cái phần participle. Okay. À, tại vì mình miss cái chỗ này. Đúng ra cái câu này đó phải sửa lại là như gì nè. Okay. Cái order đó phải thêm vô cái phần này nè. Tại vì mình miss. I mean, ok, cái phần này tụi mình phải để nó như gì nè. An adjective. Thôi, thêm trong bài đi. Sửa lại trong bài nó dễ hơn. Ok, so in order will be participle and adjective. Yes, phải sửa lại là như gì nè các anh chị. Cái participle and adjective nó sẽ đi chung với nhau. Một là nó có participle, hai là nó là adjective. Okay. Các anh chị thấy cái chỗ đó không? Chị mình thêm vô đó. Rồi, bây giờ coi lại cái câu nha. Coi lại cái câu bài tập. Vì các anh chị thấy cái efficiency nó không phải là emotion, phải không các anh chị? Nó là adjective. Right, thành ra nó sẽ đứng sau cái where is it? Sẽ nó sẽ đứng sau gì đó, cái size, okay, nó sẽ đứng sau cái size, right? Yeah, đứng sau cái size. Thank you, Mr. Dom. Giờ các anh chị coi lại câu này. Ra câu này mình sẽ có đầu tiên I'm sorry, rồi tới cái number không có, eventually không có, mình có cái sign là large, right? Phải không nào? So kế đó sẽ là 10 large, right? Rồi mới tới cái participle hay là adjective. Right, 10 large, efficient, right, efficient.
Right? Đó, theo thứ tự như vậy. Tại vì cái adjective hay participle nó đứng sau cái sign. Rồi mới tới cái gì nữa? Tới cái không có temperature, humidity, không có cái age, đến tới cái color, phải không? And large essence. Sorry. Scent and color là beige, right? Beige. Right? Thì sau color sẽ là noun adjective. Mình có hai cái noun ở trong này là city and versus. So cái noun nào là chánh? What is the main noun? Mình nói về cái city hay là mình nói về cái buses? Yeah, mình nói về cái xe bus, đúng không? Nói về cái xe bus. Thành ra cái city nó sẽ là noun adjective, right? So theo thứ tự, cái noun adjective đứng kế đó sẽ là city, right? Rồi mới tới buses. Các anh chị đừng, cái evaluate mình hơi bị confused. Các anh chị nhớ nói về cái cảm xúc á. Okay, thì mình thường là nói là evaluate. Okay. Excited, interesting. Cái gì vậy? Okay, next one. Em câu này câu chó. And this is the last one. Cái câu này nha, câu này. Sorry các anh chị. Post là được. This is the last one. Watch dog, 1 year old, fierce, small, and there. Watch dog dịch sao các anh chị? Yeah, con chó giữ nhà phải không? Không. Không, vậy là con chó giữ nhà phải không? Cái này nó hơi hơi con chó giữ nhà phải không các anh chị? Right. Yeah, con chó giữ nhà. Chó canh nhà, canh gì đó không biết nữa. Cái này mình nói về con chó giữ nhà hay là con chó hay là nó đang bị nhìn nó đó, ai nhìn nó? Anh chị dịch sao? Yeah, đây mình dịch là con chó giữ nhà. Con chó cảnh nữa hả? Không phải. Hai chữ này các anh chị dịch sao nè? Washing dog. Washed dog.
Thế chị nhớ nha, tỉnh từ thường thường nó vô nghĩa cho danh từ. Tỉnh từ thường thường nó vô nghĩa cho danh từ. Phải không? Washing and washed là tỉnh từ vô nghĩa cho cái con chó. Anh chị coi câu này nha. Jumping dog với lại watching dog, các anh chị dịch sao nè? Jumping dog, các anh chị dịch sao nè? Cái con chó nó đang nhảy phải không? Cái con chó nó đang nhảy phải không? Đang nhảy lên phải không? Yeah, con chó nó đang, mình phải dịch là đang nhảy lên. Vậy thì watching dog mình dịch sao nè? Con chó nó đang nhìn phải không? Phải không? Con chó nó không, mình cũng dịch y chang như vậy. Cái con chó, cái watch ở đây có nghĩa là con chó nó đang nhìn phải không? Right. Nhưng mà không có ai dùng cái jumping dog hay là watching, I mean, không có ai dùng cái chữ watching dog hay là watch dog. Okay. Watch dog nghĩa là recent participle and past participle. Không có ai dùng cái từ như vậy. Okay. Nhưng mà người ta dùng cái là watch dog. Có nghĩa là cái con chó nó giữ nhà đó. Okay, các anh chị. Con chó nó giữ nhà đó. Okay. Anh chị hiểu không? Không có ai dùng cái watching and watched đó để làm tỉnh từ bổ nghĩa cho con chó. Nhưng mà cái này đó, người ta dùng cái cách này đó để nói về cái giống tựa tựa như là nói về cái con chó. Con chó làm sao? Con chó nó giữ nhà. Thế. Rồi làm câu này. No. Fierce. Fierce là gì? Fierce ở đây nó là, fierce ở đây dịch là gì các anh chị? Fierce ở đây dịch là gì? Hung dữ, phải không? Hung dữ, hung tợn. Cái này là gì các anh chị? Là adjective. Ok. Đâu phải là emotion đâu. Đâu phải emotion đâu. Thường thường emotion, emotion là cái cảm xúc của mình, cái cảm xúc của mình chứ không phải của, cái này nó sẽ là adjective, nó giống như là participle, nó nằm ở trong cái phần participle. Okay. Nó nằm ở trong cái phần participle. Không, các anh chị nói cái con chó hung dữ, các anh chị nói sao nè? Hả? Các anh chị nói con chó hung dữ, các anh chị nói sao nè? The dog is fierce, đúng không? Hay là the fierce dogs? The dog is fierce hay là the fierce dogs? Cái con chó thì hung dữ. Right? Tại vì cái fierce này ở đây nó sẽ là adjective. Okay, nó sẽ là adjective. Con chó thì hung dữ. Mình nói cái nguyên một câu để fierce đây là adjective, right? Thành ra trong câu cái câu này, cái fierce ở đây nó sẽ nằm ở trong cái phần participle, thì nó sẽ đứng sau cái sign là small, right? Their small fierce 1-year-old watch dog. Đó, theo thứ tự như vậy á. Cái watchdog nó có cái hyphen ở chính giữa. Thành ra nó không có cái hyphen làm cho mình confuse. Okay.
scare frightened. Happy, sad, frightened, scare. No, nhưng mà ở đây nó là adjective, okay? Nó cũng là adjective. Okay. Scare and frightened. Scare and frightened. Cái này nó là cái emotion của people. Okay? Phải không? Tôi thì sợ. Tôi thì nó thì làm cho tôi sợ. Tôi thì buồn. Cái con chó nó không có cái emotion. Ở đây mình nói về con chó chứ mình đâu có nói về người ta đâu. Tả Linh hiểu chỗ này không? Hả? Thường thường cái emotion, yeah, thường thường, ví dụ trong câu nó có cái, không biết cái nghĩa cái anh chị làm sao. Ở đây, cái fierce ở đây nó chỉ về con chó thì hung dữ. Khi con chó thì hung dữ, cái hung dữ ở đây không phải là cái emotion của con chó mà mình nói gì, cái cá tính của con chó, cái character của nó là fierce. Không phải là cái emotion của nó. Con chó nó đâu có feel là nó hung dữ đâu, nó đâu có cái cảm xúc đâu mà nó feel là nó hung dữ. Và cái bản năng của nó, thành ra nói về cái bản năng thì ra nó sẽ là adjective. Mất cái câu rồi, cái câu ở trên đâu mất tiêu rồi. Chị hiểu chỗ này không vậy? Ok. Yeah, tùy theo cái câu mà mình biết, mình sẽ cho nó là virtue hay là mình sẽ cho nó là adjective. Ok. Và theo đó mà mình sẽ sắp đặt theo thứ tự. Mặc dù nó cũng ở trong cái phần virtue, nó cũng có cái scare, cũng là sợ hãi, frightened, cũng là anh chị hiểu chỗ này không? Hả? Nó không có cái cảm. Ok, con chó đó nhiều khi nó gần giống như người ta, nó có cái cảm xúc. Nhưng mà cái đây mình nói cái vấn đề chung chung, thú vật nó không có cái emotion. Ok. Mình nói chung chung thôi. Nhiều khi mình cho nó là như vậy nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy. Ok. Nói chung chung thôi, nói chung chung thôi. Súc vật nó không có cái gì. Nhiều khi mình thấy nó khóc, ok, mình nghĩ là nó buồn, nó khóc, nó sợ, nó khóc. Nhưng mà cái mình không biết cách nghĩa đâu. Ok. Chán cái chị quá đi. Ok, cứ dồn thử mi vô cái bí không à. Ok. Nói chung chung cái emotion là cho phần nhiều cho người ta. Okay. Cái này nói về cái character của con chó, cái I don't know. Okay. Thôi, hết giờ rồi. Giờ chạy. Và nói cái tính cách của con chó, cái character của nó là nó hung dữ. Cái gì vậy? So đây nó sẽ là adjective. Okay. Nó sẽ là adjective. Và adjective thì mình sẽ đặt theo thứ tự là sau cái sign, okay? Their small fit of phải sắp theo đúng như vậy. Their small fears when used or watched dog. Phải sắp như vậy đó. Ok, that's it for today. Bữa nay mình học xong cái phần thứ ba là sắp là the order of adjective. Phải không các anh chị? Coi coi. This is the adjective one.
Ok, ngày mai mình sẽ học tiếp nha các anh chị. Ngày mai mình sẽ học qua cái phần thứ tư. Ok, phần thứ tư. Các anh chị, cái bài hôm nay cái chánh là các anh chị phải thuộc lòng cái thứ tự của tính từ trong câu. Ok, cái điểm chánh đó là như vậy. Anh chị thuộc chưa vậy? Nãy giờ mình làm nhiều chưa? Giờ tụi mình thuộc lòng luôn rồi đó. Thứ nhất là determiner. Đấy. Thứ hai là number, nhắm mắt cũng nói nè. Đang nhắm mắt nói đó. Các anh chị nhắm mắt nói thử coi được không? Hả? Thứ nhất là determiner. Thứ hai là number. Thứ ba là evaluate. Thứ tư là physical physical description. Thì trước nhất là size sharp. Size sharp nó đi chung với nhau, chữ S, các anh chị nhớ như vậy, đúng không? Size sharp, nói như vậy. Sau cái size sharp rồi mới tới cái weight. Right. Rồi tới cái khó là participle and adjective. Rồi tới cái temperature, humidity, temperature với humidity nó gần giống nhau, nó đi chung với nhau. Các anh chị nhớ như vậy. Rồi tới cái đó là age. Tuổi tác là sau cùng, tại già cả để sau cùng đi, thế okay. Để sau cùng đi, right? Rồi mới qua cái phần khác là color, ok, màu, rồi rubber, rồi material, rồi noun adjective. Thật sự ra cũng dễ nhớ các anh chị. Listening is more fun than reading, thấy không các anh chị? Rất là dễ nhớ, thấy không? Thường thường các anh chị biết không, mình một câu mà nó dài như vậy các anh chị cắt nó ra, khi cắt nó ra giống như mình học alphabet order vậy đó, thứ tự của gọi là gì, 24 chữ cái đó, thấy không? Mình cắt nó ra a b c d e f g stop h i j k l m n o p stop, phải không? Cắt nó ra thì nay mình cũng cắt nó ra. Determiner, number, evaluate, stop, phải không? Determiner, number, evaluate, stop, ngừng. Physical description thì mình có size, sharp, weight, stop, right? Size, sharp, weight, ba cái đó đi với nhau. Rồi participle, temperature, humidity, and age. Thêm chữ and vô, age. Nhắc làm hai câu rồi phải không? Rồi phần sau thì dễ thôi, color rubber. O đi chung với nhau, color rubber. Nhiều khi mình phải kiếm những cái trick để mình nhớ nó tới già luôn á. Color rubber có chữ o, chữ o ở trong đó đi chung với nhau, phải không? Color rubber. Và hai cái sau là dễ nhớ nhất. Material and noun adjective, right? Giờ các anh chị nhắm mắt học thuộc lòng thử coi thuộc hay không. Dễ mà. Determiner, number, evaluate, stop. Rồi physical description thì mình có size, sharp, weight, phải không? Size, sharp đi chung nhau thì đi theo cái weight luôn, right? Tả về hình dáng, phải không? Nặng nhẹ, thấy như vậy. Rồi gì nữa? Rồi tới cái participle adjective. Rồi humidity, I mean temperature nó đi theo với cái humidity, tại vì nó vừa là nó gần gần giống nhau, phải không các anh chị? Temperature, nhiệt độ với lại ẩm thấp, nó gần gần giống nhau, phải không? Nói về weather, nói về thời tiết, phải không? Temperature, humidity đi chung với nhau. Rồi cuối cùng nó sẽ là age, già cả rồi, cho nó về sau cùng đi, right? Nhớ như vậy. Rồi color and rubber nó đi chung với nhau tại có chữ O, phải không? Color rubber. Rồi sau cùng nó là materials and, phải không? Là nhớ luôn. Và yeah, nhắm mắt. Nếu mà học, nếu mà đọc thuộc như vậy thì các anh chị làm rất là dễ. Ok, that's it for today and I'll see you tomorrow then. Okay? Ngày mai mình sẽ học tiếp cái phần thứ tư. Vị trí của
tính từ có bao nhiêu vị trí, các anh chị hỏi thử thôi rồi mình đi ngủ. Người đi ngủ, người đi ăn, người đi chơi. Okay, and that's it for today. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khéo mỗi ngày mà đem bình an, vui vẻ. Listening is more fun than reading. Yeah, đúng. Ok, hỏi đi, tại Linh, hỏi đi. Thường thường đó, cái more đó, nó đứng trước cái danh từ. Hay là nó đứng trước cái tính từ, cái chị nhớ chữ more nha. Tôi làm việc cho 2 tiếng nữa nói làm sao? Tôi làm việc cho 2 tiếng nữa nói làm sao? Cái chữ more thường thường nó đứng trước cái danh từ. Hay là đứng trước tính từ? I work for 2 more hours. Thấy không? For 2 more hours. Okay. More hours. Yeah, for 2 more hours. Chữ more đó đứng trước danh từ. Okay, and this is for today, các anh chị. Chữ the and chữ this. Chữ this nó xác định rõ ràng hơn. Chữ the là chỉ lặp lại cái vấn đề gì mình đã lặp lại rồi. Còn chữ this là nó xác định rõ ràng hơn. Thí dụ nha, this book is mine. Okay. This book is mine. Cái cuốn sách này nè là của tôi. Nhìn nha. The color book. Is beautiful. No, no, no. Okay, I bought a book. I bought a book. The book I bought is big. Tôi mua một cuốn sách, mà cái cuốn sách tôi mua đó nó thì bự, nó bự lắm, is very big. Thành ra cái chữ the ở đây là lặp lại cái vấn đề mà mình mới vừa mention lên. Okay. Chỉ lặp lại thôi chứ nó không hẳn là nó xác định cái cuốn sách. Nó chỉ lặp lại cái cuốn sách mà mình mua thôi. Còn cái chữ this ở đây là nói rõ ràng cái cuốn sách nào. Cái cuốn nó rõ ràng hơn. Okay. Let's see who. Ai hỏi quên rồi. Tạ Linh hả? Tạ Linh hả? Yeah, Tạ Linh hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Chữ the là lặp lại cái gì mình đã mention lên rồi. Còn chữ this là xác định chỉ rõ ràng. Ok, chỉ rõ ràng. Ok, vậy đi. Ok. Ok, gặp lại các anh chị ngày mai nha. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And bye các anh chị. Gửi mai lại cho các ốp nha. You are very welcome.